Xin chào mọi người, sau nhiều thời gian chậm trễ thì hôm nay mình sẽ quay lại với nội dung bộ phim Thôn Phệ Tinh Không. Các bạn chưa xem các tập trước, vậy thì hãy ghé vào danh sách phát Thôn Phệ Tinh Không để xem trước nhé. Trong các tập trước, La Phong đã được tuyển vào trại huấn luyện tinh anh. Sau nhiều ngày chuẩn bị thì cũng đến lúc phải từ biệt người nhà để lên đường. Trên máy bay, Dương đặc phái viên tranh thủ giới thiệu một chút thông tin. Khu căn cứ Hồng Ninh nằm ở phía Tây Châu Á, thuộc sở hữu của quán chủ. Là ông ta ở thời kỳ Niết Bàn dẫn theo một nhóm người thành lập khu căn cứ, mục đích là để giúp đỡ những người chạy nạn có thể đến đó trú ẩn. Theo thời gian trôi qua, khu căn cứ càng xây càng lớn, mà vị quán chủ trong lời ông ta chính là Hồng, cường giả mạnh nhất thế giới hiện giờ. Nhờ vậy, khu căn cứ Hồng Ninh này có thể coi là thành phố an toàn nhất trên thế giới. Vừa xuống máy bay, bọn họ đã được một chiếc xe quân sự đến đón tới thẳng trại huấn luyện. Bên ngoài trại huấn luyện có một con sông to lớn, La Phong vừa mới nhìn vào mắt nó liền giật mình hoảng hốt. Nguy cơ sinh tử xuất hiện, toàn thân giống như bị chấn áp không thể cử động được. Thì ra đôi mắt trên con sông đó là mắt sông thực sự đến từ một con hắc long cấp vương. Con hắc long này đã khiến nhân loại chịu tổn thất rất lớn. Sau khi Hồng đánh giết nó đã giữ lại cặp mắt đặt vào bức tượng này để nhắc nhở học viên. Tương lai bọn họ phải gánh vác sứ mệnh tiêu diệt những con quái thú như thế này, bảo vệ nền văn minh nhân loại. Trại huấn luyện thì đương nhiên không thể thiếu bảng xếp hạng được. Thứ tự càng cao sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Học viên nào 3 lần xếp 3 vị trí cuối cùng đều sẽ bị đào thải. Cho nên cường độ cạnh tranh ở đây khốc liệt hơn những nơi khác rất nhiều. La Phong được dẫn đi khảo thí, Dương đặc phái viên đưa anh tới gặp mặt Vương Tuần Sắt, cũng là quan chủ khảo của khảo nghiệm cấp B lần này. Khảo nghiệm được thực hiện bằng cách đeo một chiếc kính thực tế ảo, ý thức lập tức biến vào một không gian ảo hoàn toàn giống như thật. La Phong làm theo hướng dẫn, ý thức lập tức có mặt trước một cái tháp thí luyện. Đây là nơi quan trọng để học viên và lão sư của trại huấn luyện tinh anh tu luyện. Tháp tổng cộng có 4 tầng, mỗi tầng có một cấp bậc khác nhau. Vương Tuần Sát Sứ chỉ có thể thông qua tầng 5, mà quán chủ Hồng có thể xông đến tầng thứ 6, chưa từng có ai xông được đến tầng thứ 7. Chậm rãi tiến vào bên trong tháp, việc đầu tiên cần làm là lựa chọn y phục và vũ khí chiến đấu. Khảo nghiệm lần này đánh giết hết tất cả quái thú trong vòng 30 phút. Ngay lập tức, không gian ảo được thay đổi sang một vùng thảo nguyên xanh tươi. Trước mặt là 100 con mãng ngưu. Với La Phong, đây vốn không phải là lần đầu tiên đối mặt với mãng ngưu, nên ít nhiều đã có kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong suy nghĩ lại khác xa hoàn toàn với thực tế. Còn chưa đánh được con trâu nào thì đã bị nó đâm cho sấp mặt. Anh phát hiện, ở trong không gian ảo này, tố chất thân thể của mình đã bị suy yếu, tinh thần niệm lực cũng không thể sử dụng được. Thực lực được thiết lập mặc định ở cấp chiến tướng sơ cấp. Không còn cách nào khác, La Phong đành phải tùy cơ ứng biến, đồng thời dựa vào thần pháp nhanh nhẹn của mình để tránh né và phản công chém giết quái thú. Dù dễ dàng thích ứng, vậy nhưng dưới điều kiện năng lực bị giới hạn như thế này vẫn là vô cùng khó. Đối mặt với sự vây công của gần 100 con mãng ngưu, chỉ có một cách để có thể thủ thắng, đó là thần pháp cấp hoàn mỹ. Hoàn toàn nằm giữa cảnh vật xung quanh và lợi dụng tất cả vật thể xung quanh để đạt được né tránh chuẩn xác nhất. La Phong dường như cũng nhận ra vấn đề này, nên quyết định sẽ dùng kỹ thuật để bù đắp sự thiếu sót về thần pháp. Anh cứ như vậy điên cuồng chém giết, vậy nhưng đánh tới khi sắp kiệt sức rồi mà vẫn chưa giết được nổi 50 con. Đúng lúc này, anh chợt cảm nhận được mọi vật xung quanh, lợi dụng sự cảm nhận này để tránh né và tung chiêu thức chuẩn xác nhất, giúp cho việc chém giết mãng ngưu tốn ít sức lực và thời gian hơn. Rất nhanh cũng tiêu diệt xong toàn bộ quái thú, thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Dương đặc phái viên vô cùng tán thưởng. Hóa ra ông ta cũng là lão sư trong trại huấn luyện tinh anh này. Để có tư cách làm lão sư thì thực lực phải đạt tới cấp chiến thần. Sau khi lựa chọn xong mã số học viên, anh cũng chính thức trở thành thành viên trong trại huấn luyện tinh anh. Tin tức về La Phong tiến vào trại huấn luyện tinh anh nhanh chóng được lan rộng. Rồi chỉ cần xác nhận được La Phong là tinh thần niệm sư thì bọn họ liền chắc chắn anh là hung thủ. Dù bây giờ chưa xác định được, vậy nhưng với thành tích nổi bật đó thì đúng là rất đáng ngờ. Bọn họ lập tức liên hệ với người của mình trong trại huấn luyện thăm dò tin tức. La Phong được phân phò đến ở tại Giang Nam Cấp. Ngoài anh ra thì còn có hai học viên khác cũng ở đây. Nam tên là Sử Giang, thực lực cấp chiến thần vô cùng mạnh, ngay cả Dương đặc phái viên cũng không nắm chắc thắng được. Điểm tích lũy của hắn ở trong trại xếp ở top 5. Nữ tên là Triệu Nhược, dù có thực lực cao cường, vậy nhưng hai người lại vô cùng hòa đồng thân mật. Bọn họ cho biết, trong trại này, điểm tích lũy xếp hạng là quan trọng nhất. Cứ mỗi tháng, điểm tích lũy sẽ được reset lại từ đầu, xếp hạng cũng bị đặt lại. Điều này khiến cho học viên phải liên tục cố gắng. Đến khu hoang dã săn giết càng nhiều quái thú, số tầng vượt qua thí luyện tháp càng cao, thực lực càng mạnh thì điểm tích lũy xếp hạng càng cao. Điểm càng cao cũng có nghĩa là tài nguyên tu luyện càng hiếm. Đây cũng là nguyên nhân mà không ít học viên dù thực lực đạt tới cấp chiến thần vẫn muốn ở lại nơi này.
Gã thanh niên tóc trắng này chính là người mà vợ chồng Lý Diệu nhắc tới, hắn là cháu của bọn họ. Suy Nina muốn hắn để mắt tới La Phong một chút, nếu như phát hiện tiểu tử đó là tinh thần niệm sư thì lập tức báo cáo. Thì ra tóc trắng là người thừa kế đứng đầu đại gia tộc Polena. Hắn ta yêu cầu William đi làm một chuyện, đó là gây sự với La Phong. La Phong đi vào bên trong không gian ảo để tìm kiếm chương trình học. Lần này anh sẽ chiến đấu với trí thông minh nhân tạo. Nam chính chủ động tấn công, vậy nhưng tất cả công kích đều bị người máy tránh né, phản công ngược lại. Chỉ sau vài chiêu giao thủ liền có thể nhận ra kỹ thuật chiến đấu của người máy tốt hơn anh rất nhiều. Anh cố gắng bù đắp kỹ năng đó bằng lực lượng nắm đấm và chân đá. Tuy nhiên, người máy lại có thể điều khiển không gian nhằm tạo lợi thế cho mình. Tưởng là nam chính sẽ thất bại, vậy nhưng anh bất ngờ tăng tốc tấn công, đánh một đòn cực mạnh vào người máy, thành công vượt qua bài huấn luyện. Tối hôm đó, La Phong đi tới tham dự bữa tiệc chào mừng các học viên mới. Khi đến nơi, bữa tiệc đã vô cùng đông đúc, ai nấy đều chú ý tới La Phong. William chủ động tiến lại nói chuyện, đương nhiên là không có ý tốt rồi. Hắn cho biết mình rất hứng thú về võ thuật Trung Hoa, mà võ thuật của La Phong nhất định có chỗ độc đáo nên muốn tỉ thí, cọ sát một chút. Tỉ thí giữa các học viên đều tiến hành thông qua phòng khiêu chiến ở Cửu Trọng Lầu, và tất nhiên là không thiếu tiền cược rồi. Triệu Nhược và Sử Giang đột nhiên xuất hiện cắt ngang ý đồ dụ tỉ thí để lừa tiền của tên này. Tuy tên này chuyên đi lừa gạt, vậy nhưng mục đích tối nay của hắn ta lại không phải là tiền, mà là để cho La Phong bại lộ ra con bài của mình. Hắn ta liên tục dùng những lời lẽ khích tướng khiến La Phong không thể từ chối. Anh đồng ý tỉ thí, vậy nhưng nếu không đánh cược tiền thì cũng quá nhàm chán rồi, hay là chơi lớn một chút đi. William nhanh chóng đồng ý với con số tiền cược 5 tỷ của La Phong. Điều này làm cho Triệu Nhược vô cùng giận dữ, đây đúng là tự mang tiền đến cho tên kia rồi. Tuy nhiên La Phong sớm đã nghiên cứu, anh tự tin là mình có thể chiến thắng nên mới dám làm như vậy. Hai vợ chồng Lý Diệu đã bố trí xong, mọi chi tiết của trận đấu này đều không thể bỏ sót một chút nào. Qua ngày hôm sau, trận tỉ thí cũng được diễn ra, hai đối thủ nhanh chóng có mặt. Ngồi vào chỗ, đeo kính để tiến vào phòng thi đấu. Đầu tiên là chọn cho mình vũ khí, sau đó lựa chọn địa hình. La Phong chọn thi đấu trên lôi đài, hoàn toàn không có nơi ẩn núp. Hai người nhanh chóng động thủ. Mới chạm trán, tên kia đã chiếm được ưu thế, anh cũng nhanh chóng phản công. Đáng tiếc là bị William âm thầm đánh lén chiếm lấy thiên cơ. La Phong hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng, thanh kiếm bị đánh bay đi. Anh giơ tay định điều khiển thanh kiếm. Anh biết chỉ cần sử dụng tinh thần niệm lực thì sẽ có thể đánh bại được William. Nhưng trong phút chốc suy nghĩ lại quyết định không dùng đến cách đó nữa. Sau khi tập trung toàn bộ tinh thần, La Phong liền lấy lại thế thượng phòng, sau đó lợi dụng tốc độ vượt trội của mình, liên tục bón hành cho đối thủ, cuối cùng giành lấy chiến thắng. Chứng kiến được toàn bộ trận chiến, hai vợ chồng Lý Diệu đều thừa nhận thực lực của anh rất mạnh. Suy Nina thì cảm thấy La Phong hình như không phải tinh thần niệm sư, tuy nhiên Lý Diệu lại có phát hiện khác. Trong cảnh quay chậm, có một khoảnh khắc mà anh giơ hai ngón tay định điều khiển thanh kiếm. Tuy nhiên sau cùng lại không sử dụng và không bại lộ tinh thần niệm sư. Vậy nhưng tính cảnh giác cao như vậy lại khiến cho Lý Diệu càng thêm hoài nghi. Sau bữa ăn, La Phong được dẫn tới gặp một người. Nữ tử đang đi tới trông rất đơn giản, vậy nhưng trên người lại toát ra khí tức sắc bén. Cô ta tên là Giang Phương, lão sư của trại huấn luyện, thực lực cấp chiến thần. Thời gian anh ở đây sẽ do Giang lão sư phụ trách chỉ đạo. Anh có thể chiến thắng được William, như vậy chứng tỏ đào pháp không tồi. Vậy nhưng đối mặt với Giang lão sư thì đào pháp của anh chỉ giống như là mấy trò con nít. Thậm chí, cô ta chỉ dùng thực lực và tốc độ ngang bằng với anh mà đánh cho anh sấp mặt. Đây chính là trận chiến kỹ năng, đối thủ là thách đấu, còn La Phong mới chỉ là đồng đoàn, bạc đoàn. Thực lực hiện tại của La Phong là chiến tướng sơ cấp, dưới tình huống bình thường, lực quyền đánh ra khoảng 10 tấn, vậy nhưng anh lại có thể phát huy được chiến lực tới 28 tấn. Đúng là rất tốt, chỉ tiếc kỹ năng còn quá yếu, cần phải học cách phát lực. Giang lão sư dẫn anh tiến vào phòng trọng lực, căn phòng này được khai quật từ trong di tích văn minh cổ đại. Cấu tạo của nó vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay của nhân loại. Hợp kim tạo nên căn phòng, cho dù là vượt qua chiến thần cũng không thể để lại một chút dấu vết nào trên vách tường. Chỉ duy nhất có vết lõm của một nắm đấm, nó chính là quyền ấn do cường giả đứng đầu trên thế giới để lại. Ngoài Chu Hồng thì bất kỳ người nào khác đều không làm được. Tổ chất thân thể của anh bây giờ có thể chịu được trọng lực gấp 9 lần trái đất. Dưới 9 lần trọng lực đó, thanh đao trên vai La Phong bây giờ đã nặng khoảng 1 tấn, mạch máu trong cơ thể giống như sắp bị ép vỡ. Tuy nhiên khả năng chịu đựng của Giang lão sư lại vô cùng cao, cô ta có thể đứng dưới trọng lực gấp 100 lần mà vẫn bình thản. Điểm lợi của việc tu luyện dưới trọng lực cao có thể khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp 10 lần bình thường. Nhưng mà phòng trọng lực này chỉ có một cái, 183 học viên đều cần dùng, chia ra thì cũng không còn dùng được mấy, xếp hạng càng cao thì thời gian sử dụng càng lâu. Với thứ hạng hiện tại của La Phong thì mỗi ngày chỉ có thể tiến vào trong phòng một tiếng.
Ngoài ra, trại huấn luyện còn có 10 phòng trọng lực mô phỏng theo khoa học kỹ thuật để dựng nền, cao nhất chỉ có 3 phần trọng lực. Ưu điểm là thời gian sử dụng được 2 tiếng, rất thích hợp cho người mới như La Phong. Về phần Lý Diệu, lão cho người tiêu diệt hết những kẻ tình nghi, chỉ mỗi La Phong nữa thôi. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, lão yêu cầu phái thêm người điều tra về thông tin bối cảnh của anh. La Phong đột nhiên nằm mờ thấy người thân, bằng hữu biến mất. Còn có sự hiện diện của một con quái thú khổng lồ, đây là điểm báo chăng? Ở ngoài biển đột nhiên xuất hiện một con rồng khổng lồ, vô số quái thú trong các thành phố bỏ hoang hoảng sợ, bọn chúng đồng loạt lao đến thành phố con người tấn công. Đại kiếp thú triều sắp xảy đến với thành phố Giang Nam. La Phong nhanh chóng nhận được tin tức khu căn cứ Giang Nam gặp nguy hiểm, 90% chiến tướng cao cấp trở xuống của quân khu Đông Nam đã bỏ mạng. Cường giả cấp chiến thần lại ra ngoài mất rồi. Liên minh HR thì ban bố mệnh lệnh hạn chế chiến binh hành động. Trước mắt chiến binh có thể tham gia chỉ có tổng bộ toàn cầu và võ quán cực hẳn. Dương đặc phái viên cùng mấy học viên đứng đầu trại huấn luyện sẽ đi đối phó với quái thú. Thực lực tên thủ lĩnh rất có thể là quái thú cấp vương, tương đương với cảnh giới cao hơn chiến thần. Nếu đụng mặt thì những người như La Phong hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, nên được lệnh phải ở lại trại huấn luyện. La Phong cảm giác không ổn, anh lặng lẽ bám theo một chiếc phi cơ chở hàng tiếp tế. Quái thú mặt đất và không trung lao đến như sóng thần, quân đội cố gắng sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công. Vô số tên lửa cùng đạn pháo bắn thẳng vào mồm đám quái thú, đáp trả sự tấn công của bọn chúng. Đang giành được ưu thế thì con rồng khổng lồ ngoài biển bạo phát ra một luồng sóng xung kích, khiến tất cả máy móc bị tắt nguồn, khiến năng lượng bảo vệ thành phố cùng hệ thống vũ khí đều bị tạm ngừng. Đàn quái thú được đà xông thẳng vào trong thành phố. Trên bầu trời, các chiến binh cũng lao ra khỏi phi công tiêu diệt địch. Rất nhanh tiền tuyến cũng bị công phá. Đã vậy, Sweeney, người phụ trách cứu viện của Liên minh HR còn yêu cầu tất cả binh sĩ đang tiếp viện quay trở về, ngừng vận chuyển mọi vật tư, sẵn sàng từ bỏ khu căn cứ Giang Nam. Đây chính là đang muốn toàn bộ khu căn cứ bị tiêu diệt. La Phong chỉ còn cách cầu xin phi công phá lệ đưa mình tới Giang Nam. Khu Đông Nam vừa mới tạm thời hóa giải được đợt công kích thứ nhất, thì đợt thứ hai lại tới. Tư lệnh yêu cầu điều động 80% quân đội từ khu Bắc tới tiếp viện. Vô số máy bay và xe quân đội của khu Bắc nhanh chóng lên đường chi viện. Bọn họ vừa mới rời đi thì mặt đất khu Bắc đã chấn động. Một con rồng khổng lồ từ từ nhô lên trên. Binh lính yêu cầu khởi động súng laser. Uy lực của súng có thể tiêu diệt cường giả cấp chiến thần. Điểm yếu của súng là cần thời gian để khởi động. Còn chưa kịp bắn thì quái thú đã phóng ra một luồng xung kích tắt toàn bộ hệ thống điện. Nhận được tin thủ lĩnh quái thú xuất hiện, các chiến binh và quân đội lập tức được điều động tới đó. Nếu đánh trực tiếp trong thành phố thì lực chấn động của các chiến thần có thể sẽ gây ra rất nhiều thương vong, cho nên kế sách tốt nhất vẫn là dụ nó ra khỏi thành phố rồi mới chiến đấu. Phi cơ chờ La Phong bị mất điện lao xuống bên dưới, anh vừa mới đến nơi thì đã đụng độ ngay tên thủ lĩnh. Hiện tại xung quanh vẫn còn nhiều người dân nên anh buộc phải dụ quái thú, tranh thủ thời gian cho bọn họ đi xuống hầm trú ẩn. Đối mặt với quái thú cấp bậc này, La Phong buộc phải sử dụng tinh thần niệm lực để ngăn cản. Vợ chồng Lý Diệu đã chứng kiến toàn bộ cảnh chiến đấu nên đã biết La Phong chính là tinh thần niệm sư và là hung thủ giết chết con trai của bọn họ. Hiện tại đang có rất nhiều camera chạy bằng cơm quan sát, bọn họ không thể trực tiếp đến thành phố giết người báo thù được. Quân đội nhanh chóng chạy tới nơi, bọn họ sử dụng súng đóng băng để đóng băng quái thú lại, tạm thời khống chế được tình hình. Vậy nhưng vũ khí đóng băng chỉ có thể ngăn cản được trong chốc lát. Trước mặt bọn họ là một con quái thú có 9 đầu, vì vậy nó được gọi là cửu đầu xà long. Đây là loại có được tinh thần niệm lực hiếm thấy trong các quái thú. Đúng như dự đoán, cửu đầu xà long nhanh chóng phá tan lớp băng thoát ra ngoài. Vì La Phong cũng là tinh thần niệm sư, có thể không bị ảnh hưởng bởi tinh thần niệm lực của quái thú, nên anh đề nghị chủ động dẫn dụ nó ra ngoài thành phố. Dù bị ngăn cản, vậy nhưng La Phong vẫn kiên quyết. Tình thế quá nguy cấp rồi, anh phải tự ý hành động thôi. Dứt lời, La Phong liền lao ra ngoài. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé! Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.